phần từ thu hồi, từ thu hồi 110 và vỡ chat mỗi bên là 15, hai bên là 30. Thì tính cái diện tích này như nào? GT thì tính ở trên này, S này tính như nào? Thì giờ bản kiến trúc ra thì nó cái phần từ thu hồi nó là cái phần này. Nó nằm ở trong nhịp nhịp nào, nhịp MBC, nhịp BC. Cái phần nhịp BC này thì từ thu hồi này nó chỉ xây ở trong nhịp BC này thôi, còn trong cái nhịp mà hành lang thì nó không xây, nhịp AB thì nó không xây, nên cái nhịp này nó không xây, trên không xây gì, nhưng nó có phần xây ở tường tường cao 90 ở tường, nó có cái phần này. Ngoài thì bây giờ tính cái diện tích của cái tường thu hồi này như nào, thì mình sẽ chia đôi nó ra, chia đôi nó ra. Trước tiên là về mặt cắt trước, mặt cắt đứng, đây là mặt cắt đứng thì nó là cái diện tích của cái thang này thôi, đáy nhỏ là 600, đáy lớn là 1800, chiều cao là phần khoảng cách nhịp BC chia 2, LBC chia 2, L1 chia 2, L1 chia 2. Đấy, thế thôi. Cái diện tích đúng ra là nó trừ thêm cái phần lỗ cửa này nữa, cái lỗ phần tròn này. Nhưng mà mình sẽ thôi bỏ qua, tính cả cái phần bằng, tính cả cái phần tường. Tức là xây kín hết và không không kể cái phần lỗ này. Đây tường thu hồi diện tích là đáy lớn là một à đáy nhỏ là 0,6 m, đáy lớn là 1,8 m chia 2, đáy lớn đáy nhỏ, đáy lớn cộng đáy nhỏ chia 2 nhân với cả chiều cao, chiều cao là à chiều dài chứ, nhân với chiều dài của là bằng cái L1 ấy, BC đấy chia cho 2.